giờ thì anh sẽ đi trước hay là em sẽ đi trước? Anh đi trước. Vâng, Quân Tráng sẽ đi trước. Sao lại đi vua? Ở đây Quân vua. Ơ, em đi nhầm, cho em đi lại. Đây thì Quân tượng. Còn một chút cơ hội cho Hương Giang. Chưa bấm đô hộ. Ôi, đúng là tuyển thủ chuyên nghiệp. Thế này là chiếu tướng luôn đúng không anh? Ừ, chiếu map rồi, vua hết đường chạy. Chắc đây là trận đấu nhanh nhất của anh Việt từ trước đến nay đúng không ạ? Không phải là nhanh lắm. Quý vị khán giả thân mến, Hương Giang đang có mặt tại đội tuyển cờ vua người khuyết tật của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội. Và Hương Giang vừa có một trận đấu không hề cân tài cân sức một chút nào với vận động viên Lê Văn Việt. Chắc hẳn là quý vị theo dõi qua sóng truyền hình sẽ băn khoăn làm thế nào để người khiếm thị xác định được vị trí của các quân cờ. Như cách mà Hương Giang và anh Việt vừa làm thì chúng tôi sẽ tưởng tượng tổng thể bàn cờ ở trong đầu, cũng như từng đường đi nước bước của quân cờ trước khi chính thức hạ cờ. Theo cách như vậy thì cờ vua trở thành một bộ môn lợi thế đối với người khiếm thị, bởi vì họ đã quen việc tư duy tưởng tượng về cuộc sống xung quanh, cũng như có một trí nhớ tốt. Không ít người khiếm thị đã không chỉ coi cờ vua là một bộ môn giải trí, mà họ coi đây là sự nghiệp của mình. Những người khiếm thị đã gặt hái được rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực thi đấu cờ vua. Để hiểu hơn về bộ môn này cũng như là những thành tích mà những người khiếm thị đã đạt được, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Hồi còn bé thì tôi xem các anh chơi cờ vua ở làng. Ở quê thì thường hay có đình ấy, đình nàng ấy, thì thấy các anh đem bàn cờ ra đình nàng chơi, tôi thấy vui vui và thấy thú vị nên muốn các anh chỉ cho, và các anh cũng chỉ cho nên tôi mới biết chơi, tôi mới biết đến cờ vua. Tôi là bị khiếm thị bẩm sinh từ bé, lúc phát hiện ra là khoảng 6-7 tuổi và lúc đấy đã không chữa được nữa rồi. Mắt lúc đó là vẫn nhìn được một chút, sau đó là mắt kém dần và đến bây giờ là không nhìn thấy gì luôn. Lúc đầu tiên thì tôi chỉ nghĩ cờ vua là một trò chơi thôi, chứ tôi cũng không nghĩ là cờ vua là thể thao. Còn về sau này thì mới biết được cờ vua cũng có trong danh mục các môn thể thao. Đấu nhau bằng trí tuệ, nghĩa là đấu công bằng, mình có thể đấu sòng phẳng với người khác thì là môn thể thao. Lúc mà mắt kém thì tôi chơi thì cũng gặp nhiều khó khăn lắm, bởi vì là tài liệu cho người khiếm thị để chơi cờ thì rất là ít, và thường phải tự học ở nhà nhiều. Tài liệu có nhưng mà không nhìn, không đọc được thì toàn phải tự tưởng tượng bàn cờ trong đầu và tự học. Bộ cờ vua dành cho các vận động viên khiếm thị được thiết kế chuyên dụng, ô cờ đen cao hơn ô cờ trắng. Trên bàn cờ có các chốt cắm. Khi chơi cờ, người khiếm thị sẽ đi cờ bằng cách cắm chốt quân cờ xuống lỗ trên bàn cờ, giúp quân cờ được giữ cố định. Trên đầu quân cờ đen sẽ có hạt tròn giúp vận động viên khiếm thị phân biệt cờ đen và cờ trắng. Mình lại vừa phải sờ, vừa phải tưởng tượng trong đầu, lại phải ghi nhớ nước đi, ghi nhớ quân cờ. Sẽ mất rất nhiều thời gian, mất nhiều thời gian hơn người bình thường một chút. Khi thi đấu thì sẽ đưa ra được những nước đi chính xác hơn. Bất cứ nước nào đi cũng đều phải chính xác, nếu sai lầm thì sẽ bị yếu và đối thủ khai thác được thì sẽ dẫn đến thua cờ. Khi mà tôi luyện tập cờ vua thì tôi sẽ ghi nhớ tất cả các vị trí và các quân cờ, rồi là các ô cờ trên trong đầu, và sẽ tưởng tượng nước đi và sẽ tính toán nước đi chính xác, và xong là mới thực hiện nước đi. Quên thì tôi sẽ sờ lại trên bàn cờ. Và ở nhà thì tôi luyện thì tôi sẽ không dùng bàn cờ. Tôi đánh trên điện thoại và điện thoại nó có hỗ trợ đọc. Phần mềm chơi cờ của người khiếm thị thì sẽ có tiếng nói. Và khi sờ vào quân thì
Phần mềm sẽ đọc tên quân cờ và ô cờ. Muốn đi quân nào thì sẽ chọn vào quân đó, sờ đến ô vị trí mình muốn đi thì chọn vào đấy thì sẽ thực hiện được nước đi. Sẽ dùng máy, dùng engine để phân tích nước đi. Còn chơi thì sẽ chơi trực tuyến. Tôi tưởng tượng trong đầu hoàn toàn đánh cờ trực tuyến và không cần phải sờ lại. Có những lúc quên nhưng mà dần dần sẽ cải thiện được cái trí nhớ. Tôi biết đến câu lạc bộ thể thao người khuyết tật Hà Nội là lúc mà tôi đang tìm kiếm việc làm trên mạng, thấy huấn luyện viên của tôi hiện tại đang tuyển vận động viên thì tôi đăng ký tham gia. Tất cả các anh chị, cô, chú ở trên câu lạc bộ thì mọi người đều rất là nhiệt tình và giúp đỡ, kể cả những người mới. Vào năm 2015 thì trong một hôm thì tôi đã gặp vận động viên Lê Hồng Việt. Vận động viên đã lên đội tuyển cờ vua người khuyết tật thành phố Hà Nội và nói là em là người khiếm thị ở tỉnh Hưng Yên và hàng ngày thì em muốn được lên tập luyện tại đội tuyển cờ vua người khuyết tật Hà Nội. Theo tôi thì đánh giá thì đây là một viên hết sức có nghị lực, rất là đam mê và nỗ lực hết mình để có thể đạt được những cái thành tích tốt trong quá trình thi đấu. Quá trình tập luyện từ năm 2015 thì đến năm 2022 thì vận viên Lê Văn Việt đã xuất sắc giành được cái huy chương vàng tại giải vô địch thể thao toàn quốc. Qua đó được tuyển chọn vào đội tuyển cờ vua người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Paragame năm 2022. Và tại cái đại hội quốc tế lần đầu tiên tham dự này thì vận viên Lê Văn Việt đã xuất sắc giành được một huy chương vàng. Đây là một cái huy chương vàng đầu tiên của cái hạng khiếm thị B1 nam đạt được tại Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á. Thể thao người khuyết tật Hà Nội được thành lập khoảng năm 1993. Tuy nhiên thì lúc đầu thì với mục đích ban đầu chỉ là để tập thể dục để cho các người khuyết tật được tập luyện, nâng cao sức khỏe để lùi bệnh tật và có cái giao lưu, tự tin hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên thì sau đó cùng với cái sự hội nhập của thể thao người khuyết tật Việt Nam đối với quốc tế, và nhất là đặc biệt là sau Paragame năm 2003 khi mà Việt Nam là đăng cai ASEAN Paragame lần thứ 2 thì yêu cầu đòi hỏi là chúng ta cần phải chuyên môn hóa các môn thể thao. Và vào năm 2004 thì đội tuyển cờ vua người khuyết tật thành phố Hà Nội đã được thành lập. Và hiện nay thì đội tuyển chúng tôi đã có 16 vận động viên. Trong 16 vận động viên của đội tuyển hiện đang được triệu tập tập huấn thì có 13 vận động viên là người khiếm thị. Đội tuyển của chúng tôi thì được sự quan tâm của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Dục Giao Hà Nội. Thì các vận động viên của đội tuyển cờ vua người khuyết tật thành phố Hà Nội được triệu tập tập huấn và được tập luyện thường xuyên. Các vận động viên được đến đây tập luyện hàng ngày, được các huấn luyện viên rồi các chuyên gia hỗ trợ rất nhiều trong quá trình tập luyện. Khi mình bắt đầu tiếp xúc với môn cờ vua thì khó khăn của mình là cái việc bắt buộc phải tưởng tượng, phải nhớ được cái bàn cờ ở trong đầu, bởi vì mình nhìn không rõ và mình sẽ không thể nhìn rõ được quân cờ trên bàn cờ. Vậy cho nên là mình sẽ phải sờ rất là kỹ từng quân, và khi mà mình chơi một ván cờ thì mình cũng phải ghi nhớ từng nước. Khi mà quân mình đi tới đây là mình đã phải ghi nhớ rồi để mình không mất quá nhiều thời gian để mình nhớ lại nữa. Mình sẽ có 5 buổi tập cố định vào buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 ở trên đội tuyển thể thao người khuyết tật Hà Nội. Và còn việc tự tập luyện ở nhà thì thời gian cũng tương đối là linh động. Ngoài chơi cờ vua tôi còn công việc khác, công việc tẩm quất, bấm huyệt. Lúc trước khi mà tôi tham gia cờ vua thì công việc tẩm quất bấm huyệt là công việc chính của tôi. Và sau khi tôi tham gia cờ vua thì tôi tập trung vào cờ vua nhiều hơn, nhưng vẫn đi làm tẩm quất bấm huyệt để kiếm thêm thu nhập. Buổi sáng thì tôi đi tập cờ vua, xong buổi trưa về ăn uống nghỉ ngơi, có ăn uống nghỉ ngơi, chiều có khách thì tôi làm đến 11 giờ đêm thì cơ sở mới nghỉ và tôi lúc đấy mới đi ngủ là hết một ngày. Sau khi chơi cờ vua thì cuộc sống của tôi thay đổi nhiều lắm. Tôi được đi khắp nơi, được đi thi đấu rất nhiều giải và đi tất cả các tỉnh và được đi cả thi đấu nước ngoài. Và
cũng kiếm được thu nhập. Chắc là tôi sẽ chơi đến khi nào mà không thi đấu được nữa thì nghỉ. Vì bây giờ vẫn còn trẻ thì chắc là vẫn còn chơi được dài dài nữa. Môn cờ vua thì mình có thể thi đấu song phẳng với những người khác thì mình có thể cảm thấy mình bình đẳng với mọi người hơn. Chưa lấy hơi đúng không? Chưa quen đúng không? Ừ thì phải để cái đấy, nhưng mà nó mới chỉ nghiêng đầu thôi, nhưng mà bây giờ là phải nghiêng, phải lấy được hơi đúng không? Thường thì những cái buổi mà không phải bận gì thì mình đón Duy về văn phòng luôn, sau đó thì sẽ cùng làm một số công việc. Duy sẽ giúp cho một vài công đoạn để mình hoàn thiện nốt. Bạn cũng có thể hỗ trợ cùng được một vài công việc đơn giản. Thì đấy cũng có sự gắn kết giữa hai bố con, chuyện trò là cũng vui. Bạn ấy rất là cố gắng để bạn tự lập. Khi mà làm việc gì đó thì luôn luôn quan sát, sau đó thì bạn sẽ để con làm. Sau đó là bạn cứ dần dần bạn quen và bạn làm. Chứ cũng không phải nói gì nhiều cả, mà bạn hoàn toàn là bạn rất chủ động. Khi mà được biết đến câu lạc bộ bơi lội thì mình có động viên Duy đến. Với Duy thì tuy là nhỏ nhất, thế nhưng mà cũng mình cũng muốn là Duy tiếp xúc sớm để mà tăng cường sức khỏe, và quan trọng nhất là Duy tự tin để có thể vượt qua cái bản thân của mình. Đa phần là gia đình luôn thu xếp để các bạn ấy đi đầy đủ, đúng giờ, theo lớp bơi, gần như là chưa có bỏ một buổi nào hết. Kể cả những mùa đông, rét, gia đình cũng trang bị những cái phương tiện đầy đủ để bạn có thể không có bị ốm đau, chưa bao giờ, gần như là chưa bao giờ phải nghỉ. Mời quý vị cùng tới thăm với một câu lạc bộ nhỏ mà tôi gọi nó là lớp học kiên trì. Bởi ở đây để có thể quen được những động tác cơ bản, các bạn học viên thậm chí phải cần tới vài tháng. Nhưng cô giáo thì kiên trì dạy, còn học viên thì kiên trì luyện. Dù ngày nắng cũng như là ngày mưa, dù là mùa hè nóng bức cũng như là mùa đông lạnh giá, thì các bạn học viên cũng không bỏ bất cứ một buổi tập nào. Bởi đối với các bạn, bơi lội chính là tự do theo đuổi đam mê, bơi lội chính là được sống một cuộc sống bình đẳng. Em học bơi nhiều, vận động nhiều, em là huy chương vàng hơn 4 mét. Em đã bơi hợp tác nhiều, bơi đảo, bơi bướm, bơi ếch. Thank you.
trong cái quá trình dạy bơi ở đây thì tôi gặp rất là nhiều các gia đình có các bạn hơi khiếm khuyết, có bạn thì là khuyết tật, có bạn thì tự kỷ. Gia đình có nhu cầu là cho con đi học bơi, thế nên là tôi đã tạo điều kiện cho các bạn tham gia học bơi ở đây. Từ đấy tôi làm lên một cái nhóm nhỏ, câu lạc bộ nho nhỏ, gọi là câu lạc bộ dành cho những cái bạn khuyết tật cũng như là tự kỷ, để mong rằng có một cái môi trường cho các bạn ấy hoạt động thể thao cũng như là học lấy kỹ năng bơi, cũng như là cao hơn nữa thì tôi mong muốn là trong qua cái lớp học này thì tôi sẽ tìm ra được những cái bạn có cái năng khiếu về bơi để rèn luyện cho các bạn ấy trở thành vận động viên. Thường thường là buổi chiều các bạn có 4 bạn, nhóm 4 bạn thôi, thì các bạn tập luyện vào 2, 4, 6 và giờ này bạn tăng thêm một buổi nữa là thứ 7. Rồi mặc dù là thời tiết nhiều hôm thì nó mưa, rồi rất là mưa, rồi là lạnh, nhưng mà các em đến học rất là chăm chỉ. Điều đấy cũng khiến cho tôi rất là vui. Lớp này học các em rất là ngoan, các em nghe lời cô giáo, với lại thích hơn nữa là gia đình người ta rất là quyết tâm. Bố mẹ đưa đón các con đúng thời gian, rồi bố mẹ cũng động viên cô. Mặc dù là dạy bàn này cũng vất đấy, bởi vì là nói một đường nhưng đôi khi lại làm một nẻo. Nhưng mà sau quá trình mình đồng hành, hiểu con, thông cảm cho con và mình cảm thấy xem các con như bạn bè ấy, thì mình cứ nhẹ nhàng với các con và dần dần thành tích được như ngày hôm nay thì cũng thật là cô trò rất là vui. Kết hợp giữa gia đình, nhà trường và thầy cô ở bể bơi tạo nên thành tích các con, là giờ các con bơi cũng so là cũng khá khá. Duy nhá, con vượt Duy nè, con vượt Duy nè. Rõ ràng là khi ở đây thì được các huấn luyện viên rất là chuyên nghiệp mà đào tạo thì Duy rất là tự tin và thấy rõ một sự tiến bộ rất rõ rệt. Trước là bạn chỉ lênh quanh thôi chứ không thể nào bơi được như bây giờ, thì rõ ràng là rất là bất ngờ là Duy có thể bơi được như bây giờ. Đấy là rất là điều đáng mừng của gia đình. Và từ hồi mà bạn tập ở đây thì rõ ràng cái thể trạng bạn rất là khỏe hơn, khỏe mạnh hơn, nhanh nhẹn hơn và tự tin hơn so với các hoạt động khác. Để được bạn Duy biết bơi là đấy là một thành công lớn rồi. Duy dạy khó hơn so với các bạn khác. Đầu Duy rất là cá tính, cảm giác là mình chưa thích nghi về cái môi trường kiểu là mình uốn nắn về cái thể thao đâu, theo lớp đâu. Nhưng mà dần dần là theo môi trường lớp và như hôm nay đấy, tập với các con rất là ngoan, nghe lời, Duy rất là nghe lời và hiện tại bây giờ thành tích của Duy là cũng rất là tốt so với lớp ấy. Hầu như là bơi là cũng nhỉnh so với các bạn rất là nhiều. Về kỹ thuật, chúng ta không tính thành tích nhá. Cô yêu cầu kỹ thuật các em cân trọng dài. Chúng ta mở kỹ thuật cho cô. Nhá, các em phải di chuyển này, chân nhá, các em biết sâu xuống này, các em bơi chậm này thôi, chết chậm, rất chậm nhưng con không yêu cầu bơi nhanh, chúng ta phải kỹ thuật tay. Ngoài lợi ích của bơi để giúp các con phát triển về thể chất thì cũng giúp cho các con tác động tích cực đến cái mặt lợi ích về tinh thần. Các con bơi, học bơi các con giúp các con thoải mái hơn, vui vẻ hơn, hòa đồng hơn, rất là tốt cho sức khỏe, cũng như mình thấy cũng phát triển cho cả trí não. Như của các bạn ngày xưa cái lớp khuyết tật trí tuệ này, đầu các bạn đến bạn chậm hơn, nhưng mà sau khi thì mình kèm các em ấy thì mình thấy các em ấy là bắt đầu nhanh nhẹn hơn, nghe lời cô hơn và giáo án đọc ra là các em nhớ hết. Thật của mình là thẳng hai chân, không co được lại. Bố mẹ kể lại thì là do ngã mà bị thế chứ không phải là do bẩm sinh. Cũng bé lắm rồi, không nhớ được chính xác là cụ thể là ngã như thế nào. Năm 90, đầu năm 90 thì dụ ra cái phong trào, được cái văn hóa, người ta gọi dân gian là phim trưởng ấy. Hồi đấy thích xem lắm, rồi cũng có những đam mê, rồi sở thích. Là giống như những hiệp sĩ trong phim ấy.
Thì cái đấy là đến mình tìm hiểu yêu thích võ thuật. Công việc chính của mình ở trung tâm là cán bộ văn phòng, phụ trách công tác văn phòng hành chính cho trung tâm. Khi mà mình đến trung tâm để học tập và làm việc thì trung tâm có tổ chức thành lập ra câu lạc bộ thể thao người khuyết tật, trong đó có bộ môn Taekwondo. Về ngày trước, hồi sinh viên đại học, các bạn học đến một lớp có thầy dạy võ thì thầy bảo là với cái tình trạng tật như của mình thì không thể tập được. Nhưng khi mà biết là có môn Taekwondo này thì muốn tham gia lắm, thích tham gia lắm. Nhưng không biết là liệu mình có phù hợp hay không. Đăng ký tham gia thì các thầy đã định hướng cho mình là với cái dạng tật của mình á, thì khó phát huy được cái thế mạnh đoàn chân của Taekwondo, thì sẽ tập trung chuyển hướng chủ yếu là về quyền hay gọi là bơm xe. Học viên đang sôi nổi tham gia vào lớp học Taekwondo. Trong cuộc sống có đôi lúc người khuyết tật sẽ cảm thấy tự ti với cơ thể của mình hoặc e ngại về cái nhìn của người khác. Nhưng chính những bộ môn vận động như thế này sẽ giúp các bạn ấy tăng cường sức khỏe và đặc biệt là giúp các bạn ấy cảm nhận từng phần trên cơ thể, dần tự tin và tự hào vào chính mình hơn. Bây giờ quý vị hãy cùng với Hương Giang hòa vào trong bầu không khí này và khám phá xem các bạn ấy tập Taekwondo như thế nào nhé. Câu lạc bộ thể thao người khuyết tật được ra đời là từ năm 2021 với mục tiêu là dạy nghề và rèn luyện cho các bạn học viên ở trong lớp để tạo cái môi trường để cho các bạn vừa học nghề mà vừa được rèn luyện thể thao. Câu lạc bộ của mình thì mới thành lập, đang xây dựng hai môn Para Taekwondo và môn bắn cung. Nhưng hiện tại thì đang tập trung vào cái môn Para Taekwondo. Hiện tại trong lớp bây giờ là có 9 học viên, có 1-2 bạn khuyết tật trí tuệ. Thế còn đâu là chủ yếu là các bạn về khuyết tật về vận động. Thực ra câu lạc bộ từ khi thành lập thì được là các huấn luyện viên, các chuyên gia của Hàn Quốc, có 3 thầy. Hoàn toàn là các thầy là giúp đỡ và dạy cho các bạn miễn phí. Tôi đã ở Việt Nam hơn 20 năm rồi. Khi tập luyện bộ môn Para Taekwondo, những bạn khuyết tật cũng sẽ gặp một số khó khăn. Tuy nhiên, khi tập bộ môn này, cũng giống như những người không khuyết tật, các bạn đều đang nỗ lực rèn luyện thể chất và tinh thần của mình. Mình thích tập cách sút chân là vì nó dẻo dai. Các bạn khác ở câu lạc bộ Taekwondo rất là vui, hòa đồng. Tập cùng các bạn thì nó vui, nó chăm chỉ. Thầy giáo thì rất là chuyên cần bảo học sinh. Mình rất thích tập Taekwondo. Môn này nó cũng rất hay vì nó có tác dụng là rèn luyện sức khỏe. Mình muốn được đi thi đấu. Một cái gọi là lợi ích, có thể nói là lợi ích khi mà mình tập Taekwondo, đó chính là về sức khỏe mình lên, cái sức bền mình hơn. Mình tập một bài quyền đầy đủ và không bị đứt quãng. Mới đầu tập chắc được nửa bài là thấy đuối đuối rồi. Ai cũng bảo là béo hơn, thế thì cũng niềm vui. Chứ trong ngày xưa nhìn gầy gầy xấu trai á. Điều rất hay nữa là khi tham gia tập luyện thể thao á, người khuyết tật có được đó chính là vươn lên sự kỷ luật. Mỗi ngày các thầy đều đặt mục tiêu là như này, cố gắng lên, cố gắng từng tí một, và điều đấy sẽ tạo thành một thói quen cho mọi người áp dụng cho tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống.
Động lực lớn nhất đó chính là những gì mình thu được, nhiệt huyết, nhiệt tình của các thầy, tấm gương của tất cả những học viên. Mọi người thì đủ các dạng tật, từ những người tay chân yếu, rồi những người mà tay chân hoạt động không được thuận lợi, đến cả những bạn tư duy nó khó. Tất cả mọi người đều cố gắng. Thể thao thì ngoài việc rèn luyện sức khỏe, thi đấu lấy thành tích, thì đó còn là sợi dây gắn kết mọi người với nhau. Và điều đấy đối với người khuyết tật này càng rõ hơn. Thay đổi lớn nhất đó chính là thay đổi từ chính bản thân. Có sức khỏe là có tất cả. Quý vị khán giả thân mến, các bạn khuyết tật có thể bị suy giảm chức năng của một hoặc một vài bộ phận trên cơ thể. Thế nhưng các bạn ấy vẫn luyện tập thể thao mỗi ngày để duy trì và tăng cường sức khỏe cho bản thân. Hương Giang tin chắc rằng nụ cười cũng như sức sống mạnh mẽ của các nhân vật trong chương trình ngày hôm nay đã truyền một nguồn cảm hứng tới quý vị. Để ngày mai khi mà thức dậy thì điều đầu tiên chúng ta làm là lập kế hoạch tập thể dục, phải không quý vị? Cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chúng tôi trong Cuộc Sống Vẫn Tươi Đẹp số lần này. Chúng ta hãy cùng chúc cho các bạn nhân vật sẽ đi thật xa trên con đường theo đuổi đam mê với thể thao của mình. Và chúc cho các bạn ấy sẽ gặt hái được thật nhiều huy chương trong các giải đấu trong nước cũng như quốc tế trong thời gian tới quý vị nhé.